Tiếp theo đến mẫu chuyện 95, ngài thầy trở lại. Bà Úc có kể mẫu chuyện như sau. Lúc đức thầy còn ở Tố Đình, có lần thầy qua nhà ông Úc, lúc đó có đủ mặt. Ông Úc bà Úc, đức thầy nói: sau này có thời gian tôi xa vắng tín đồ tôi, không một ai biết tôi ở đâu mà tìm, làm cho tín đồ tôi phải buồn tủi lắm. Nhưng đó chẳng qua là một cơn thử thách thôi. Đức thầy nói tiếp: ông Úc bảo biết không, lần trước họ bắt tôi không cho họ bắt, nhưng lần sau tôi đến cho họ bắt. Lúc đó tôi dùng quá thân cho họ bắt tôi, từ đó làm cho tôi xa vắng tín đồ tôi luôn. Ông Úc hỏi: rồi thầy về không thầy? Đức thầy đáp: về chứ. Nhưng ông nên nhớ là tôi sẽ về nguyên xác cũ, nghĩa là đi xa về vậy, chứ không có gì thay đổi hết. Ông Úc hỏi: như vậy thầy về luôn hay sao thầy? Đức thầy đáp: không, tôi chỉ về một thời gian ngắn để sắp xếp công việc rồi đi nữa. Mà tôi báo cho ông bà Úc hay, khi tôi vắng mặt rồi, ở nhà có tư thần ghi chép hết các việc làm không sai một mãi. Khi tôi về thì các ông đem làm sổ, cuốn nào cũng lấy dày cộm, kẻ nào chân tu, kẻ nào giả tu, giữ giới hay không giữ giới, hung ác hay lương thiện, đều được ăn kết kỹ lưỡng hết. Khi tôi xét bộ xong rồi mới niêm yết lại, từ đó về sau không còn ăn năn sám hối được nữa. Nhưng tôi về chỉ 7 ngày là phải vắng mặt nữa. Ông Úc hỏi: sao thầy về mau quá vậy thầy? Ông Úc hỏi tới đây, đức thầy lộ sắc buồn, châu đốn mày nói: vì lúc đó là thời kỳ của năm chèo nổi lên sát phạt nhân sanh, chết vô số kể. Nếu tôi ở lại thì làm sao khỏi động lòng, mà ra tay bắt nó sớm thì sẽ có tội với thiên đình, nên phải vắng mặt để nó trị cho hết người hung, rồi mới trở về mà thâu nó. Đức thầy nói tiếp: khi năm chèo nổi lên, không phải nó nuốt riêng một nước mình nghe Úc bảo, mà các nước cũng bị nó nuốt nữa. Nếu là người hung thì đều bị nó nuốt tất cả, còn người hiền thì ở đó nó cũng chẳng làm gì, mà tu hành như bảo Úc đây thì đứng coi chứ có sao đâu. Còn người hung thì chư thần lôi cổ lại cho nó nuốt, đến khi nó no thì nó cắn rẫy vỏ, cho đến khi máu chảy thành sông thấy trôi lệnh lệnh, chừng đó ai muốn dứt hay thì cứ xuống ngang chợ mới mà dứt. Lúc đó 18 nước thấy vậy, đem bom to, súng lớn, đại bác, thần công, máy bay, tàu chiến đến để trừ nó. Nhưng đâu trừ được, bởi nó có phép thần thông, nên khi cường quốc đem vũ khí tối tân đến, đều bị nó phun lửa cháy hết. Rồi nó còn dùng phép bay lên hư không, phun lửa đỏ trời, làm cho các nước đều kinh sợ. Bây giờ họ mới hội kiến với nhau để tìm phương trị nó, nhưng tất cả đều bỏ tay. Cuối cùng họ mới đặt bàn cầu nguyện nhờ Phật trời cho có một bậc đức đức rộng tài cao ra tay cứu thế, chứ họ thì phải chịu đầu hàng. Lúc đó tôi mới đi trên mặt nước mà trở về hỏi các ông vương quốc: sao các ông có còn cách nào để trị nó nữa không? Các cường quốc 18 nước đồng đứng lên nói: thưa ngài, chúng tôi không còn cách nào để trị nó nữa. Đức thầy nói: nếu vậy thì các ông đứng qua một bên đi, để tôi thâu nó cho. Còn năm chèo từ khi gặp đức thầy về, nó đã lặng mất, không còn tâm dạ. Dùng thần thông kêu lên một tiếng, tức thì nó nổi lên. Từ thân hình to lớn dị thường, nó rung mình một cái, bỗng biến ra nhỏ lại, và không phải là hình con sấu năm chèo, mà là một con lông mã. Con lông mã liền chạy tới trước mặt đức thầy, quỳ hai chân trước xuống. Con lông mã này trên lưng có hàm ấn rõ ràng. Khi đó thầy lên đến cởi nó, lông mã liền chạy đi biểu diễn, ban đầu trên mặt đất, kế chạy trên mặt nước, sau cùng chạy lên giữa hư không như ở đất liền. Sau đây là lời phụ bình.
ngược dòng sử đạo, ta thấy sự dấn thân khá dài của Đức Tôn Sư đã để lại cho các đệ tử trung kiên biết bao tuổi buồn đau xót. Điểm này đâu phải là thầy ta không thấu hiểu cho ta, vì ngài là một bậc thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự. Hơn nữa là một cổ Phật lâm phàm thì có điều gì ngài không thông đạt? Nhưng dù cho Đức Thích Tôn còn trụ thế cũng chẳng làm gì khác hơn là bởi do nghiệp quả của chúng sanh, và cũng là cơ thử thách nên phải đợi cơ thiên địa xoay dần đến chờ cuộc phong lôi đổi dần lành. Hơn nữa một cuộc chọn lọc để chuyển biến con người từ hạ quân hạ mà trở lại tới nguyên thánh đức đâu phải là một chuyện giản đơn. Thế nên sự vắng mặt của thầy chẳng những ngài đã báo trước có nhiều đoạn ở Sấm Thi mà còn nói riêng ở nhiều câu chuyện khác đều được đề cập đến về sự vắng mặt của ngài. Có điều ta cần lưu ý là dù tiên đạo hay Phật đạo, nếu đã thử đệ tử tức nhiên là phải đòi hỏi ở sự khó khổ nhẫn nại trường kỳ mới biết được sự kiên trinh bền chí của đệ tử ra sao, chứ đâu thể một sớm một chiều mà thí sinh được coi là chấm đậu hay lãnh thưởng bao giờ. Về việc năm chèo thì ngài cho biết: con sông nước chảy ở dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nói vậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng ba già mới biết đi người cùng là và mỗi tai nạn hải hùng đều do nơi người không lo tu niệm. Cho nên người biết thức tỉnh tu thân thì dù cuộc biến chuyển có muôn ngàn thứ nạn khổ cũng không bao giờ hại được mình, bởi ngài cho biết rằng: nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao ly, chẳng những khỏi đường lao ly mà còn được ban thưởng xứng vị xứng ngôi và được coi hội coi hàng của Phật tiên chuyển lập như câu: dương trần bỏ bớt kỳ tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác kỳ gian, để sao coi hội coi hàng coi tiên coi Phật mới ngoan đi bớt trần. Chẳng những thế mà còn được thấy đức thầy thâu con long ác nghiệt và hàng phục chư ban như câu: khùng mới nói chơi chư ban hàng phục, và thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết thì mến yêu. Nếu ai có đọc kinh Pháp Hoa đều thấy phẩm Dược Thảo Du thứ năm, Phật tỷ dụ ông trưởng giả thấy các con vì ý lại cha thương lo cho con mình rồi không nghe lời cha dạy. Cha biết con có bệnh nhưng không lo tìm thuốc, cha có khuyên dạy cũng chẳng nghe lời, nên ông tìm cách đánh mặt rồi dạy con ở nhà lo uống thuốc và chỉ rõ cái lợi ích của người biết dùng thuốc, cái hại của người có bệnh mà không lo uống thuốc, vân vân. Khi ông nhắm mắt, các con vì thương nhớ cha mới tìm tòi lại lời dạy của cha mà trước kia mình không nghe, nay phải khổ, phải chịu mất cha, vân vân. Từ đó họ ăn năn sám hối, lo dùng thuốc đúng liều, nên lành mạnh. Bây giờ cha về sẽ được sum họp an vui. Ông trưởng giả khéo tạo phương tiện để vừa thử thách vừa thức tỉnh con, đó chính là Đức Thích Ca Từ Phụ. Chúng ta hôm nay cũng thế, sự chấn mạnh khá lâu dài của đức thầy
là một cơ thử thách nóng lòng, mà cũng là một phương tiện khéo léo của đấng cha. Thế nên nếu ta biết nghe lời thầy dạy, dùng thuốc bằng giáo lý của ngài để trị cho hết các bệnh tà quấy mê si, thì nhất định ngài long qua sẽ có mặt.